Cái lá nó không chết được. Ở nhà tạo nghiệp sức cảnh sao nha. Chưa đi. Tội nghiệp quá à. Ai kêu con bú phải với mẹ con chịu quả báo. Thôi con chị Vy còn đây mà con mở cửa đi. Chị Vy kìa. Vy còn đây mà, Vy chưa đi mà. Thôi bây giờ vậy đi. Bây giờ tôi tính vậy nè. Vy ở lại còn mấy người đi ra định đi theo đi. Đúng rồi. Chị Vy đây nha. Dạ. Vy ở lại còn chị Đình đi theo đi. Vy ở lại. Rồi, đi đâu? Đi đâu? Đây, đây là nguyên nhân để cho gia đình bỏ nhà. Quay phim lại. Nguyên nhân lúc nãy. Rồi, Vy nó lại con đi đi. Sao? Muốn qua nhà con chơi ok. Mẹ lấy cái cây nha, chị là chờ thì nó đi thì mới đi được. Này nó thì nóng thì nó lên đây rồi thì mới đi được. Ý là nó hờ lắm mà. Bây giờ con đi theo cậu Phương, chị Vy ở nhà với mẹ. Con đi không? Vừa rồi đi rồi. Ở đây luôn. Thầy vừa rồi đi. Không, Vy không đi, nó ở đây luôn. Ok. Dạ, mày ăn mì. Mày ăn mì á. Đi đi. Chị Vy ở nhà với mẹ rồi, đổi con rồi. Mẹ đổi con với cậu Phương rồi, cậu Phương. Vy ở đây nay nha con. Vy đây đó, Vy đây rồi cho gia đình đi đi theo mẹ. Đi theo mẹ về. Mẹ đổi rồi, mẹ không nuôi đình nữa đâu, nên đi theo cậu Phương đi. Đi đây. Đi vui vẻ. Xong lấy, đồ mới theo. Cái đồ cũ. Đồ cũ quá à. Cũ rồi, cũ xong lấy đồ mới đó. Cậu quay nè. Năm nay cũ rồi. Ở xa. Đi luôn kìa. Vy ở đây rồi.